Thì tôi xin trình bày cập nhật chẩn đoán và điều trị hen phế quản hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Thì đây là một cái bản hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế. Thì đây là một cái điểm mà chúng tôi rất là làm vui mừng, là tại vì sau 10 năm thì chúng ta mới có được một cái bản hướng dẫn mới. Và đặc biệt là chú ý đến cái việc quản lý hen trong giai đoạn ổn định. Thì cái bản này là ra đời vào tháng 4 năm 2020. Thì như thế là hội hô hấp chúng tôi đã soạn thảo bản này dựa trên GINA 2019. Sở dĩ chúng tôi quyết định chọn cái thời điểm này, là như quý vị đã biết thì GINA cập nhật mỗi 4-5 năm một lần. Và như thế thì với cái bản cập nhật 2019 này, thì hy vọng là trong 4-5 năm tới thì GINA không có sự thay đổi gì lớn. Và dĩ nhiên là cũng có một vài sự thay đổi, nhưng mà đặc biệt nhất là sẽ rút gọn rất là nhiều để cho các bạn có thể dễ dàng cập nhật hen. Tại vì dù gì đi nữa, cái bản GINA 2019 thì là nó quá chi tiết. Chúng tôi đã dịch cái bản GINA 2020 ra tiếng Việt rồi, thì đã update lên trên trang web của GINA, thì các bạn có thể lấy được cái bản tiếng Việt đó. Về nội dung thì chúng ta có các định nghĩa về chẩn đoán, điều trị hen, xử trí hen trở nặng và khi vào đợt cấp. Thì về định nghĩa hen phế quản thì nó có những cái điểm chính như thế này. Thứ nhất là viêm mạng tính. Thì cái điều này là điều vô cùng quan trọng, tất cả mọi người chúng ta phải nhớ, nó là viêm mạng tính, nhưng mà may mắn nó là do eosinophil, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn điều trị bằng corticoid đường hít, inhaled corticosteroid. Và nhớ rằng là cái SABA chỉ là thuốc cắt cơn, chứ không phải là thuốc điều trị cái nền viêm này. Và vì viêm như vậy cho nên có cái tăng phản ứng của phế quản. Nhưng mà cái việc mà chứng minh tăng phản ứng của phế quản thì chúng ta phải làm cái test kích thích hô hấp bằng metacoline. Nhưng mà GINA cũng khẳng định rằng là các bạn không cần làm cái việc đó. Và co thắt phế quản được một cái là nó không cố định, cho nên khi chúng ta phun 4 nhát Ventolin vào thì chúng ta đã thấy cái đường dẫn khí đã mở ra rồi. Những cái triệu chứng khò khè, khó thở, nặng ngực và ho và tắc nghẽn đường thở thì nó có một cái đặc điểm chung là thay đổi. Cho nên các bạn phải nhớ rằng là nếu bệnh nhân hen ở ngoài cơn thì tất cả có thể là bình thường. Thì cái điều đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Về chẩn đoán thì đây là cái lưu đồ cũng giống như là ở trong GINA vậy. Thì các bạn thấy là nếu bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, mình khám bệnh sử chi tiết, khám lâm sàng, mình thấy ủng hộ cái việc này. Đo chức năng thông khí phổi với test giãn phế quản thì các bạn làm cái hô hấp ký thôi. Và nếu nó có đáp ứng thì các bạn sẽ làm điều trị hen ngay tức khắc. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đang ở trong tình trạng cấp cứu mà không có chẩn đoán khác thì các bạn phải điều trị cấp cứu hen ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà bệnh sử và triệu chứng mà không có ủng hộ cái việc chẩn đoán hen thì các bạn có thể lặp lại một lần khác hoặc là cho chỉ định thăm dò khác. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ làm thêm cái dao động xung ký hoặc là làm cái FVNO. Mà nếu mà nó ủng hộ cho hen thì chúng ta sẽ điều trị hen. Còn nếu mà nó không ủng hộ cho hen thì chúng ta sẽ điều trị bệnh khác hoặc là chúng ta sẽ gửi đến những cái trung tâm cao cấp hơn. Thì đây là cái giảng đồ của hô hấp ký thì các bạn đều biết rồi. Chúng ta có những cái máy đặc biệt tốt, ví dụ như máy Coco, chúng ta có 3 lần trước thử thuốc thì chỉ cần 400 microgram Ventolin là các bạn thấy nó đã đáp ứng ngay tức khắc rồi. Triệu chứng ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, tái đi, tái lại khi có, khi không thì gần như là đã giúp cho chúng ta có cái chẩn đoán hen rồi. Về phần chẩn đoán phân biệt thì tôi cho đây là một cái phần quan trọng nhất, cho nên tôi xin phép được minh họa thêm so với cái bản hướng dẫn. Thì cái chẩn đoán phân biệt quan trọng nhất vẫn là cái chẩn đoán đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Thì các bạn thấy là mình cũng rất là dễ dàng để mà làm với một cái hô hấp ký. Các bạn thấy 3 đường trước thử thuốc, 3 đường sau thử thuốc, không có
đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Thì như vậy là mình đã nghĩ tới hen rồi. Lớn tuổi, ho, khò khè, có tiền căn hút thuốc lá hoặc là phơi nhiễm. Đối với suy tim thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ có một cái dấu hiệu là hội chứng hạn chế mà thôi. Nó giống như cái nón phù thủy vậy mà nó không có cái tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí. Mềm suộng khí quản cũng là một cái hình rất là đặc biệt. Mình thấy cái mỏ giống mỏ con chim bồ nông vậy. Thì đây là một cái hình ảnh mà làm cho các bạn phải nghĩ tới cái mềm suộng khí quản chứ không phải hen. Nội soi sẽ xác định vấn đề đó. U khí quản cũng bị chẩn đoán là hen bởi vì khò khè, thì cái này rất là nguy hiểm. Các bạn sẽ thấy là cắt cục, thời thở ra, cắt cục thì hít vào. Nhìn cái hình này thì chúng ta không thể nào nói là hen được. Hẹp khí quản do vòng mạch máu, nó cũng gây ra một cái tắc nghẽn ở trong lồng ngực. Thì như thế thì các bạn thấy rõ ràng là với cái hô hấp ký, nó đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều trong cái việc chẩn đoán hen. Trào ngược dạ dày thực quản trên hô hấp ký chúng ta cũng thấy được khi mà cái thì hít vào nó bị cắt cục. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt để giúp cho các bạn chẩn đoán phân biệt với hen. Sau khi điều trị thì các bạn thấy là nó trở về bình thường liền, nó trở thành một cái đường bán nguyệt chứ không còn bị cắt cục như trước nữa. Giãn phế quản thì dễ rồi, chúng ta trên X-quang, trên CT các bạn đều có thể thấy được. Và các cái thể lâm sàng trong cái guideline này cũng hướng dẫn rõ cho các bạn hen giãn ho, hen nghề nghiệp, phụ nữ mang thai, hen người lớn tuổi, hen người hút thuốc. Các bạn nhớ cái dạng ECO. Đánh giá hen phế quản thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta phân bậc điều trị thôi. Còn đánh giá độ nặng thì chúng ta phải hồi cứu. Nếu bệnh nhân điều trị với bậc 1, bậc 2 mà lành thì như thế là nhẹ. Bậc 3 thì là mức độ trung bình, bậc 4, bậc 5 thì như thế là hen nặng. Chúng ta phải đánh giá kiểm soát hen và chúng ta phải điều trị luôn các bệnh động mạch và nhiều vấn đề điều trị khác. Chúng ta không thể điều trị dứt bệnh hen được nhưng mà chúng ta kiểm soát bệnh hen được. Cho nên trong vòng 4 tuần lễ đầu tiên là hầu hết bệnh nhân chúng ta kiểm soát hoàn toàn. Không có triệu chứng ban ngày, không có triệu chứng ban đêm, không cần thuốc cắt cơn và hoạt động như thường. Nếu kiểm soát một phần thì các bạn phải kiểm tra lại các điều ở trên. Còn kiểm soát, không kiểm soát thì cái này hết sức là nguy hiểm cho các bạn điều trị một đợt nữa 4 tuần. Nếu mà vẫn không kiểm soát thì tôi sợ rằng cái đó không phải là hen. Và các bạn, chúng ta điều trị hai cái. Một cái là các tình trạng triệu chứng hiện tại và các nguy cơ dẫn đến kết cục xấu trong tương lai. Các bạn phải nhớ các nguy cơ xuất hiện đợt cấp, các nguy cơ gây luồng dẫn khí dai dẳng và nguy cơ gây tác dụng phụ của thuốc. Thì trong cái bản hướng dẫn này đã kê ra hết sức là chi tiết, xin các bạn tham khảo. Nếu mà hen không được kiểm soát thì các bạn phải coi lại cái việc bệnh nhân dùng ống hít đúng không, xem lại có đúng là hen hay không. Cái này là phải có hô hấp ký dẫn đường, loại bỏ cái yếu tố nguy cơ điều trị các bệnh động mạch. Nếu mà các bạn đã làm đúng 4 cái việc này rồi thì mới nghĩ đến cái việc tăng bậc điều trị, hoặc là các bạn gửi lên ý kiến chuyên gia. Đây là các bậc điều trị. Thì trong cái bản hướng dẫn này chúng tôi lấy của 2019, cho nên nó không có cái cách phân bậc như hồi nãy các bạn thấy ở 2020. Nhưng mà nội dung thì nó cũng y hệt như nhau. Cái điều thay đổi là dùng ICS LABA khi cần, và ICS LABA khi cần ở bậc 2, và ICS Formoterol khi cần, ICS Formoterol khi cần. Thì đây là hai cái thay đổi quan trọng nhất. Và cái thay đổi quan trọng thứ ba là dùng ICS Formoterol khi cần, được xếp là loại thuốc cắt cơn hen ưu tiên hơn là SABA. Về đánh giá điều trị thì các bạn có thể tăng bậc điều trị dài hạn, hoặc là tăng bậc ngắn hạn, hoặc là các bạn điều chỉnh từng ngày với ICS Formoterol. Và mỗi lần mình giảm bậc thì mình sẽ giảm khoảng, chúng tôi giảm 50%, chúng tôi thấy vẫn được. Và nhưng mà nhớ là không dừng hoàn toàn ICS vì có thể vào đợt cấp. Thì cái điều này các bạn phải nhớ là luôn luôn bệnh nhân của mình phải có inhaled corticosteroid. Quản lý các yếu tố nguy cơ thay đổi thì đây là một cái vấn đề tôi cho là khó nhất trong cái việc quản lý hen. Tại vì để tránh các yếu tố nguy cơ này, nhiều khi bệnh nhân mình có thể không tránh được. Nhưng mà một trong
cái việc mà rất là hay, đó là điều tiêm phòng cúm. Thì ở đây chúng ta cũng có cái hướng dẫn là tiêm phòng cúm ở ngay trong cái hướng dẫn này của Bộ Y tế. Và WHO cũng ủng hộ cái việc chích ngừa cúm. Và GINA 2019-2020 cũng ủng hộ cái việc chích ngừa cúm. Thì bệnh nhân sẽ quay lại cảm ơn các bạn vì các bạn đã hướng dẫn bệnh nhân chích ngừa cúm. Chúng ta sẽ chích ngừa cúm vào khoảng tháng 5, và tức là cúm nam bán cầu. Một năm chúng ta chỉ cần chích một lần là đủ rồi. Và tất cả các bệnh lý đi kèm, đặc biệt là cái vùng tai mũi họng, nếu các bạn không điều trị tốt cái vùng này, các bạn không điều trị hen tốt được. Và bây giờ béo phì đã rất là nhiều rồi, đi kèm với trào ngược, đi kèm với ngưng thở lúc ngủ. Thì đây là những bệnh nhân rất là khó điều trị. Nhưng mà các bạn phải cố gắng điều trị cả bệnh lý đi kèm. Những cái nhóm, đây là những cái nhóm đặc biệt, thì ở trong cái hướng dẫn là đều ghi rõ, rất là ghi rõ từng phần một, thì xin các bạn tham khảo. Đặc biệt là chúng ta rất là ít quan tâm đến cái tình trạng bệnh nhân nhiễm Aspergillus ở phế quản phổi dị ứng. Về hen nặng thì đây là một cái bước rất là khó, rất là khó, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là có thật là hen hay không. Thì chúng ta đã có rất là nhiều cái chẩn đoán sai dẫn đến cái việc bệnh nhân phải dùng hen bậc 4, hen bậc 5, mà khi mà gửi lên chúng tôi coi lại thì không phải hen. Ví dụ như sẹo hẹp do lao chẳng hạn. Cho nên các bạn đầu tiên các bạn phải khẳng định chẩn đoán hen phế quản trước khi mà chúng ta bước vào cái việc điều trị hen nặng. Thì cái việc điều trị hen nặng này thì rất là phức tạp, và những cái thuốc thì cũng không phải là chúng ta có được. Và đối với cái hen đợt cấp thì chúng ta cũng đi theo cái lưu đồ y hệt như của Gina. Các bạn có những cái đợt hen nhẹ, trung bình hoặc là nặng hoặc là đe dọa tử vong là mình phải phân bậc ngay tức khắc, và sau đó mình sẽ có những cái điều trị. Hoặc là nhẹ thì chúng ta có thể cho bệnh nhân cho về, nặng hơn thì chúng ta phải chuyển đến cấp cứu, hoặc là bệnh nhân điều trị sau 1 giờ mà trở nặng thì các bạn cũng phải chuyển đến chăm sóc cấp cứu. Tại khoa cấp cứu thì ở đây cũng có cái hướng dẫn rõ ràng như vậy. Và các bạn cũng thấy là rõ ràng là đồng vận beta 2 tác dụng ngắn, đồng vận beta 2 tác dụng ngắn vẫn là những cái thuốc đầu tiên để mà điều trị các cái đợt cấp. Cho nên SABA cũng không phải là đã bị Gina bác bỏ, họ chỉ nhấn mạnh là không được dùng đơn độc mà thôi. Và xử trí xuất viện từ khoa cấp cứu thì đây là một cái nhắc nhở để cho các bạn lưu ý là các bạn phải cho bệnh nhân corticoid uống, cho thuốc cắt cơn và luôn luôn cho corticoid dạng hít cho bệnh nhân. Dặn bệnh nhân loại bỏ cái yếu tố nguy cơ đợt cấp, cho bệnh nhân bản kế hoạch hành động hen. Thì chúng tôi hy vọng rằng là bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân sẽ làm cái đề tài tiến sĩ với cái kế hoạch hành động hen này, và tất cả chúng ta sẽ có được cái bản này trong tương lai với cái phần mềm in ra hoặc là ở trên app. Và các bạn nhớ hẹn tái khám theo dõi rất là gần, 2 cho tới 7 ngày sau khi xuất viện nếu bệnh nhân chưa thật sự ổn định. Theo dõi sau đợt kịch phát thì cũng tương đương như vậy. Như thế thì hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản của Bộ Y tế là cơ sở pháp lý cho tất cả các bạn. Các bạn trong đó chúng tôi đã kê ra đỏ tất cả các loại thuốc, và quan trọng hơn nữa là chúng tôi không để phân bậc, không để cho trung ương thì nhiều thuốc, tỉnh thì ít hơn, quận ít hơn, xã thì không có gì hết. Chúng tôi đã cố gắng loại bỏ cái việc đó để bệnh nhân hen ở bất kỳ ở một cái cơ sở nào cũng được điều trị như nhau. Và hướng dẫn thì chỉ có 56 trang thôi, tức là rất là khoảng bằng hơn một nửa của Gina thôi. Nhưng mà rất là đầy đủ các thông tin cập nhật chi tiết. Cho nên xin các bác sĩ thường xuyên tham khảo cái tài liệu này. Xin cảm ơn.